One Piece live action did it. You can really see the hype from the internet. Adaptation of all time. You see Nami in the back. Shanks! That's also the first ever live action which is not trash, ugly, cringe, and disappointed. And throughout the whole series, one effect got my attention, which is the animated Wanted poster. And I'm gonna show you how to make that effect by using After Effects. Let's get started. Trước khi bắt đầu thì mọi người hãy check phần description để tải về những tài nguyên cần thiết và follow theo tutorial này của mình cùng với After Effects lên nha. We're gonna turn this still image into an animated poster. Mình vừa nhận ra là video này sẽ rất dài nếu mà mình chỉ cho mọi người tạo poster rồi đã tạo hoạt cảnh của cái poster đó, cho nên là mình đã làm sẵn cái project file After Effects và đây sẽ là cách mọi người thay này. Khi mọi người bật After Effects project lên ấy, thì nhìn vào phần project panel thì thấy cái folder mình đã đánh dấu màu đỏ ở đây, thì hãy sổ cái folder ra. Ở trong đó thì sẽ có một cái com là ảnh đại diện, thì mọi người hãy thay ảnh của mọi người hoặc là ảnh của ai đó vào trong đấy. Tiếp sau đó thì mọi người sẽ có tiếp một cái com này, thì trong cái com này sẽ chứa các cái thông tin còn lại, thì mọi người sẽ vào đây và thay số tiền và tên. Tất cả hiệu ứng thì mình đã làm hết rồi, mọi người chỉ cần thay như thế thôi. And we done the poster. Second step, track it down. Một điều lưu ý là mọi người không cần quay những cái cú máy nó quá là ghê gớm đâu, mọi người hãy quay những cái cú máy nó chậm và bình thường thôi. Hãy xem những cái ví dụ của One Piece live action thì mọi người sẽ thấy. Bây giờ chúng ta cùng track footage. Hơi số này nó hơi cao nhỉ. Oh no. No. Ây yo, what the heck. Thôi thì check xong cứ chọn điểm rồi create solid camera để xem nó có dính không. Hình như dính rồi. Dính rồi. Third step, bây giờ ghép tất cả mọi thứ với nhau. Bây giờ hãy import cái project poster lúc đầu vào lại trong cái com này. Ok, bây giờ trước khi làm những gì tiếp theo thì chúng ta cần set up hai điều quan trọng trước. Đầu tiên này, hãy copy dòng text số tiền và cái layer belly ở đây mình đã tạo sẵn đây, thì mọi người hãy copy cả hai cái ra ngoài và cũng đặt trùng lên vị trí của text và biểu tượng ở trên poster nha. Sau đó thì để tạo được hiệu ứng lửa ở trên text và trên đồng tiền belly thì mọi người sẽ cần một cái plugin, đó là Saber, là một plugin free, mọi người hãy tải về nha. Với layer biểu tượng thì mọi người chỉ cần thả vào, mở phần customize core và trong phần core type thì hãy chọn layer mask là xong. Trong các phần preset thì mọi người chỉ cần chọn một cái preset ở đây, đó là preset fire. Còn layer text thì mọi người hãy tạo một cái solid layer và cho Saber vào solid. Và trong phần core type thì hãy chọn là text layer và xuống phần layer text chọn cái layer text của mình. Mọi người cũng hãy chọn cái preset tương tự, đó là fire nhé. Các cái thông số thì mình sẽ đặt ở đây để cho mọi người tham khảo. Boom, vậy là đã xong phần setup. Bây giờ bước setup thứ hai, mọi người hãy link cái layer biểu tượng với layer text, rồi link cái layer text với layer poster như ở đây mình làm. Sau đó hãy bật 3D cho tất cả lên. Bây giờ các bạn có nhớ cái solid lúc đầu tạo khi mà tạo camera không? Sau đó hãy copy thuộc tính position của solid và paste vào thuộc tính position của layer poster. Thì bây giờ vị trí của layer poster nó sẽ nhảy vào vị trí của layer solid mà lúc đầu chúng ta tạo. Chỉnh lại một chút về scale và rotation để nhìn cho nó phù hợp. Bây giờ cùng làm animation để cho cái poster nó bay vào. Thì các bạn hãy bấm P và R để hiển thị thuộc tính keyframe cho position và rotation. Thì mình sẽ tạo luôn keyframe và kéo hai cái keyframe này về sau, bởi vì đây sẽ là điểm cuối của poster. Sau đó ở điểm đầu thì mình sẽ cho nó bay ra ngoài. Thì khi đó cái animation nó sẽ là cái poster nó sẽ bay từ bên ngoài đi vào bên trong. Thì trong lúc poster bay vào ấy, thì mình có thể kết hợp thêm xoay nữa. Chúng ta sẽ keyframe cho phần rotation để cho poster nó xoay một chút, nhìn cho nó sinh động hơn. Sau khi keyframe xong thì các bạn có thể chọn tất cả các keyframe và bấm F9 hoặc chuột phải chọn Easy Ease.
Phân tích thì như mẫu ở trong One Piece, sau khi poster bay vào, các phần chữ nó mới bắt đầu cháy lên. Mình sẽ key opacity của hai cái layer text và layer đồng tiền belly từ 0% lên 100 để cho hai cái layer này nó sẽ cháy lên từ từ. Và sau khi cháy lên rồi, text nó sẽ bắt đầu tách ra và nhảy ra ngoài. Thì tiếp theo mọi người cũng sẽ sổ thuộc tính position ra và keyframe cho phần Z position bay về phía trước như ở trong hình. Làm như vậy thì mọi người đã xong đến 80-90% cái hiệu ứng này rồi. Và để cho nó sinh động hơn một xíu thì ở trong hình mình có một cái động tác tay gạt xuống, thì mình sẽ keyframe cho cái poster nó sẽ bay xuống theo động tác tay của mình, nhìn có thêm một chút tương tác và sẽ hay hơn. Để nhìn thật hơn một xíu thì mọi người có thể nhân video gốc lên và roto bàn tay ra đặt lên trên player poster, thì sẽ giả như là cái bàn tay đã gạt qua cái poster đó. Ngoài ra thì mọi người có thể thêm hiệu ứng CC page turn để làm cái hiệu ứng poster nó gập mở ra như mình làm trong ở video mẫu. Alright, thank you for watching. Hy vọng video này có ích với mọi người. Nếu thấy hay, hãy like, share và subscribe để có thể xem được nhiều video hay, hấp dẫn và học hỏi được nhiều thứ hơn. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.